cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, yêu người dân cày quê mình chất phác hiền lương. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắm xóm thôn đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sông gió, từ ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng, lúa tôi mong muốn nông dân đón chờ, quyết chung sức cùng bà con dựng cây cầu mới, nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nô nức đua nhau tới trường. Cây cài suốt mùa hàng sai, dân xây nhà máy khang trang nhất dùng. Lúa đời ở thiệt mừng vui, đôi ca dòng cổ sướng vui và cuộc đời. Cầu trời cho từ giờ tới lúc xây xong cái nhà máy này, mấy ổng đừng có cãi nhau nữa. Mấy ổng cãi hoài chắc nát gáo hết bà ơi. Đâu có cãi nhau đâu, bây giờ mấy ổng đoàn kết dữ lắm, cùng nhau xây dựng nhà máy xây xác này nè. Hứa với bà luôn, không còn thời giờ để gây lộn nhau nữa. Ừ đúng rồi đó, vậy có lý ha. Ê sao, sao nãy giờ không thấy bà Tư Măng ra ta? Bà ra đây rồi. Rồi xong cái bà lật đật bà chạy về nhà để bà lo đồ nhậu cho mấy ổng á. Chị Tư Măng giờ chỉ vui lắm, hớn hở coi như ủng hộ hai tay hai chân luôn cho anh hai anh làm cái nhà máy này nè, chị biết không? Lúc đầu á bà đâu có chịu đâu, mà anh hai anh thuyết phục hoài à, cho nên bà mới siêu lòng đó. Bởi người ta nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn nữa mà. Ừ tại nơi mấy ông nhà mình chơi thân với ảnh cây hưởng lây, mình cũng hãnh diện luôn. Chứ sao? Trời, giờ tôi đi ra đường là tôi nghênh cái mặt lên vậy luôn nè. Không ngờ cũng có một ngày anh em mình xây một cái nhà máy xây lúa quy mô hoành tráng trên đất xẻo lá này. Bởi vậy sách đã có câu cố công mài sắt có ngày nên kim. Bây giờ là em đang tính toán làm sao mà mình có được một cái chuỗi nhà máy để thâu tóm cái miền Tây này luôn anh ơi. Ôi anh ba ơi đừng có nổ quá anh ba, mệt anh quá. Có một cái nhà máy thôi mà ba anh em mình đuối muốn chết rồi. Bây giờ nói một chuỗi nhà máy muốn cho là đi chôn lẹ luôn hả? Bởi vậy chú không biết gì hết trơn. Người biết nhìn xa trông rộng là người đoán được cái vận mệnh tương lai, hiểu không? Nhà máy của anh em mình á, ở trên cái thổ nhưỡng là long mạch phú quý. Bây giờ chỉ cần có tuổi hạp thôi. À, người đó đứng ra làm giám đốc. Anh hai ơi, nhà máy mình sẽ phát. À, ủa vậy chứ tuổi nào mới hạp? Thôi hỏi chị mắc công, tuổi của em là hạp nhất nè. Hồi đầu năm anh nhớ không, lúc mà em xây cái chuồng heo á thì anh nói là năm nay em làm cái gì em xây cái gì cũng hợp hết. Anh hai, em á không có muốn đâu, nhưng mà anh ba ảnh nói là năm nay cái tuổi em hợp lắm, cho nên em đành phải hy sinh làm giám đốc cho nhà máy mình phát triển. Bởi vậy người non háo đá, cái tính bột chột cũng không bỏ được. Tôi nói chú hợp tuổi làm giám đốc hồi nào? Ủa vậy chứ ai hợp, anh hai hay là anh chính? Cái tuổi này là tuổi kỷ hợi, mà không phải là hạp không nữa, mà đại phát. Ủa ai là tuổi kỷ hợi? Thì anh á, anh tuổi kỷ hợi. Trời ơi anh có mà đại quá. Gì vậy? Giờ làm gì người ta cũng phải đề nghị người trẻ tuổi làm lãnh đạo. Như vậy cái người trẻ tuổi mới năng động, mới đổi mới được. Bảy ở trong ba anh em mình á, anh dòm đi,
Em là cái thằng trẻ tuổi nhất, cho nên là em phải làm giám đốc. Thôi thôi, ta nói gì à, chú làm sao có kinh nghiệm bằng tuổi già. Chú nói chuyện ngang phè, nghe không có vô được. Chắc anh nói dễ vô à? Thì tôi nói rồi đó nghe, tôi mà không làm giám đốc thì ai làm cũng được hết, nhưng mà không phải là anh. Tôi không ngờ đụng tới quyền lợi chú lại trở mặt như vậy. Anh em với nhau mà vậy đó hả? Tôi không có trở mặt nha. Chứ còn gì nữa? Tôi chỉ đòi quyền lợi chính đáng thôi. Anh hai, anh giải quyết vụ này giùm em đi anh hai. Ủa anh hai, anh hai. Ủa không lẽ anh hai cũng mời làm giám đốc hả? Chứ còn gì nữa? Đại quá, quá hiện đại luôn. Cái khâu này sao vậy? Làm thành phẩm rồi đó hai em. Nhìn đẹp mắt quá ha. Mới về, bữa nay là bữa học cuối á. Ủa, vậy hả? Trời nhanh quá ha. Hèn chi, mấy tháng nay đâu gặp em đâu. Cái thấy vắng vắng làm sao? À, không có. Ý anh nói là xẻo lá mình thấy vắng vắng làm sao á. Trời ơi, ý anh nói là cái xẻo lá này không có em thì yên bình hơn chứ gì. Không. Là em nhiều chuyện nhất cái xẻo lá này đúng không? Không phải, em hiểu lầm ý anh rồi. Ý anh là thì vậy đó. Ủa, vậy là em học ra trường xong á là em làm kế toán hả? Dạ đúng rồi. Chà, vậy là mấy chú mở nhà máy xay lúa, còn em á thì làm kế toán. Em về em phụ mấy chú, nhất cử lưỡng tiện ha. Dạ, tía em cho em đi học kế toán là cái ý đồ hết chú bộ. Vậy là anh biết làm sao không? Sao? Em thích cái nghề này lắm nha. Chỉ cần ngồi một chỗ, nếp tiền, nếp tiền, nếp tiền. Thích lắm trời anh ơi. Cái thích của em á, ai cũng thích vậy hết trơn á. Thôi leo lên đi, anh trở về cho. Chứ bây giờ nắng lắm. Dạ. Công nhận á nha, xẻo lá của mình nè, có anh phó chủ tịch xã dễ thương mà đẹp trai nữa. Leo lên. Rồi chưa? Rồi, tiến lên. Kính thưa quý vị, theo như số liệu thống kê ở đây thì ông Chính Gạo có cổ phần nhiều nhất, cho nên sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị. Các thành viên còn lại sẽ là ông Hai Lúa, ông Ba Đời và ông Tư Ếch. Sau đây, xin mời ông Chính Gạo sẽ công bố quyết định thành lập ban giám đốc mới cho công ty. Mời chú. Kêu mình kìa ông. Dạ, kính thưa tất cả mọi người. Cái gì vậy? Nhà máy xẻo lá được xây dựng là nhờ công đóng góp của tất cả mọi người ở đây. Trong tương lai, việc điều hành nhà máy sẽ nhờ tới anh em. Vì tôi bận việc ở công ty du lịch và ở xưởng gốm. Sau đây, tôi xin tuyên bố quyết định bổ nhiệm ban giám đốc mới như sau. Quyết định bổ nhiệm ban giám đốc nhà máy xay sát và sản xuất gạo xẻo lá. Những thành viên có tên sau đây sẽ được chủ tịch hội đồng quản trị và sự đồng ý của cổ đông được bổ nhiệm như sau. Số 1, ông Trần Văn Hai, tức Hai Lúa, chức vụ giám đốc. Chúc mừng chú. Số 2, ông Lê Văn Đời, tức Ba Đời, chức vụ phó giám đốc. Số 3, cô Mai Thị Nhái. Ê, kêu Nhái không phải mình. Chức vụ kế toán trưởng. Nhái đứng lên Nhái. Cảm ơn. Số 4, cô Trần Thị Nhú, chức vụ trưởng phòng nhân sự kiêm trợ lý giám đốc.
các ông bà có tên trên phải thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm đúng theo quyết định này. Tôi có ý kiến. Ủa sao kỳ vậy anh Chính? Tôi cũng có phần hùng ở trong nhà máy này, cái tự nhiên anh hai làm giám đốc, anh ba làm giám đốc, ai cũng có chức vụ hết, còn tôi thì sao? Anh Tư bình tĩnh. Tôi chưa nói hết, còn một quyết định nữa. Trời ơi, anh làm tôi hết hồn hết vía. Bình tĩnh đi ông. Đó là quyết định thành lập ban kiểm tra và giám sát nhà máy xay sát và sản xuất gạo Xẻo Lá do ông Mai Văn Úc, tức Tư Ếch, làm trưởng ban. Tôi không chịu. Cái gì vậy? Hả? Sao anh hai làm giám đốc, anh ba làm phó giám đốc, còn tôi sao không có làm gì đốc đốc cho tôi làm giám sát là chức vụ gì? Ông, trời đất ơi, từ từ đi. Thì cũng có chữ giám đó, giám sát cũng có chữ giám, giống như giám đốc vậy làm được rồi. Từ từ gì mà từ từ, bà biết gì vậy trời ơi, bây giờ cái chức nó kỳ lắm. Mình không có nói liền giáng đóng thuyền rồi, mai mốt tôi giữ cái chức vụ đó làm sao làm việc. Ờ vậy hả? Bình tĩnh. Quyết định đã được bổ nhiệm và ban hành rồi. Anh Tư cứ bình tĩnh. Rồi á, tôi sẽ giải thích cho anh sau. Tôi mong tất cả chúng ta, mỗi người một vị trí. Nhưng mà tất cả đều cùng một mục tiêu, cùng xây dựng nhà máy vững mạnh, đem lại nhiều lợi ích cho bà con. Dạ, đúng rồi. Anh Chính nói đúng ý tôi đó. Mục đích ban đầu của tôi á là làm sao để cho bà con nông dân mình giàu có hơn. Mà làm gì thì làm, mình phải đặt mục tiêu đó lên hàng đầu. Đúng không mọi người? Đúng quá vậy. Dạ đúng. Cuộc họp tới đây kết thúc. Tôi xin mời ban giám đốc và ban giám sát ở lại họp riêng. Thôi về. Dạ. Về cái ông. Chào anh, tôi về. Dạ chào chú. Về trước. Cũng có dám đó, giám sát thôi, ở lại đi, tôi về. Coi tranh giành đầu quyền lợi nha ông nội. Đi. Dạ chào chú. Bây giờ anh Chính với anh hai làm gì còn được không? Từ hồi nào giờ anh em mình sống chết có nhau, thấy không? Tự nhiên giờ cái mấy anh cho tôi ra thì làm sao? Tôi cũng có cổ phần ở trong công ty này vậy. Sao chú cứ so đo ba cái chức quyền hoài vậy? Chức càng cao, làm càng mệt, chứ có gì đâu. Đúng đó. Tôi thấy người mệt nhất là anh đó anh Tư. Anh nói vậy là sao anh Chính? Vì cái chức trưởng ban giám sát của anh, đó, quyền còn cao hơn là cái chức giám đốc của anh hai nữa. Có nghĩa là anh được quyền kiểm tra ban giám đốc. Ủa, thiệt không? Đúng. Ủa, vậy. Ủa, bộ ai vậy hả? Ừ. À. Chứ còn gì nữa? Đây, trong một công ty cổ phần, luôn có ban giám sát. Để theo dõi và giám sát hoạt động của ban giám đốc. À. Được quyền kiểm tra và xem xét ban giám đốc làm đúng quy trình, làm đúng pháp luật hay không. Thành ra cái quyền của anh á còn lớn hơn cái quyền của anh hai và anh ba nữa. Thiệt vậy anh Chính? Nếu thiệt vậy thì tôi chịu. Tôi nhận cái chức trưởng ban giám sát này. Hay anh cười gì cười? Giỡn hả? Nè, báo cho hai anh biết nha, chức vụ của tôi giờ là hơn hai anh à. Dạ dạ. Hai anh mà lộn xộn làm bậy làm bạ hả, tôi lập biên bản luôn. Dạ. Chơi với tôi hoài. Dạ. Trời ơi, thì ghê quá. Chưa đổ nghe đã đe hàng xóm rồi. Thôi đi mấy ông ơi, mình thành lập công ty, thành lập ban lãnh đạo là để giúp cho bà con Xẻo Lá mình phát triển, chứ đâu phải để càng cửa với nhau đâu. Già rồi, làm như vậy mấy đứa nhỏ nó cười chết. Từ rày trở đi á, mấy anh em mình làm việc cho nó đàng hoàng. Tôi là giám sát á. Thôi biết rồi chơi mà. Chơi với tôi nghe anh ba. Dạ, thưa giám sát. Giám sát à. Nè mày. Dạ, ăn cơm không á? Mày tiếng cơm. Dạ. Bữa nay má mày làm mấy món ăn độc độc không ha? Dạ. Thì tôi cũng phải làm mấy món ăn ngon để đãi cho người ta lên chức giám đốc chứ. Đúng nè. Công nhận má thương tí dễ sợ luôn á nha. Bộ mày không có ăn ké hả cò? Hổm rồi công chuyện du lịch sao rồi? Dạ cũng đều đều à tía. Ừ. Hổng Minh á, nó học xong rồi nên nó chính thức về đây làm luôn á tía. Anh Khánh Long á thì ảnh điều hành tour, còn với Tam Tàng thì dẫn khách tham quan. Ừ. Anh Khánh Long nói cái vườn kiểu của chú ba đời á, ảnh định làm điểm tham quan luôn á tía.
Hay á, nói thằng Long á, tuyển thêm người. Chứ không á, làm không xẻ đâu à. Dạ có thế, anh Long có tuyển người mà. Anh tuyển người có xẻo lá mà. Người thì rành thủ công, người thì rành làm lúa, người thì đàn ca tài tử nữa. Phải có nhiều như vậy thì mới lôi được khách du lịch của mình chứ tía. Còn nếu như mà đông quá đó, thì mình sẽ nhờ chị Sáu Nhú về chị Nhái lo phụ mình chứ bao nhiêu khách đã làm sao sể. Vậy đúng ý của tía rồi đó. Ừ, ăn đi con. Tía muốn á, tất cả các cơ sở của mình phải liên kết với nhau, trở thành tổ hợp du lịch. Sự gốm của Chính Gạo nè, mấy mẫu ruộng nhà mình nè, rồi vườn kiển nhà nuôi yến của Ba Đời nè, mình phải đưa vô tour hết, mở tour cho họ tham quan nhà máy xây lúa mình luôn. Dạ. Dạ. Anh Khánh Long cũng tính vậy á tía. Nhưng mà ngặt nổi bây giờ nhân lực của mình á, chỉ có thằng Khổng Minh là tốt nghiệp đúng ngành nghề của nó thôi. Thì từ từ đâu cũng vô đó thôi. Tụi con á, ráng vừa học vừa làm, lo gì xẻo lá mình không phát triển. Biết đâu á, sau này á, cái xẻo lá của mình á, trở thành thành phố luôn đó. Dạ, đúng. Hả? Vậy mà? Bơm nổ. Tụi đó. Thưa bà con, nếu bà con chịu hợp tác với nhà máy, thì chúng tôi sẽ thực hiện phương thức ba cùng với bà con. Ba cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân. Cái này mới à, không biết có làm được không nha. Thưa bà con, để chia sẻ những sự lo lắng của bà con, nhà máy quyết định mời bà con về đây hợp tác với nhà máy. Cách thức là như vậy. Khi xuống giống lúa, nhà máy sẽ cung cấp giống, phân bón cho bà con. Còn cử chuyên gia xuống từng hộ để tư vấn kỹ thuật cho bà con. Bà con sẽ không tốn chi phí một đồng nào hết. Thiệt, nói thiệt mà. Tới khi thu hoạch, bà con chỉ cần mang lúa tới nhà máy. Mà nếu đồng ý giá mua của nhà máy thì bà con bán, và chúng tôi chỉ lấy lại tiền phân bón và tiền giống. Vậy thôi. Dạ. Vậy đó bà con thấy sao? Vậy là tụi tôi yên tâm rồi. Có nhà máy hỗ trợ từ đầu đến cuối mà. Anh hai. Hả? Sao nay đi làm mà không chịu bỏ áo trong quần vậy anh hai? Như vậy là sai quy tắc đó nha. Nè, mệt chú quá. Chú làm ơn chú tránh ra cho tôi làm việc được không? Đi ra chỗ bà con làm mất mặt không? Chú hai à, lỡ nhà máy ép giá tụi tôi thì sao? Hoàn toàn không có chuyện đó. Tụi tôi không ép giá bà con. Ai mà không đồng ý bán với giá mua của chúng tôi thì được quyền không bán. Miễn là cuối cùng là hoàn trả lại cái tiền phân bón với tiền giống cho chúng tôi là được rồi. Hay quá ha. Tụi tôi chịu cách làm việc này à. Dạ bởi vậy tôi. Vậy là không có được nha. Hồi nãy tôi thấy anh nói chuyện, anh văng miếng chai nước miếng tùm lum, như vậy là bất lịch sự biết không? Được rồi. Chú rảnh quá. Chỗ đông người mà ăn nói gì kỳ cục vậy. Lẹo đẻo theo tôi với anh hai nhắc chuyện trời ơi đất hỡi không à. Trời ơi đất hỡi cái gì mà trời ơi đất hỡi? Đó là việc làm ô nhiễm môi trường. Cần phải được giám sát. Tôi là trưởng ban giám sát, tôi có trách nhiệm đó. Tôi thấy chú đang phá hoại cuộc họp này đó. Phá hoại cái gì? Ê, khùng quá khùng đi. Giỡn. Bà con vui nè cả. Như vậy á thì nhà máy sẽ hoạt động theo quy trình khép kín, ủng hộ sản xuất cho bà con, cung cấp giống phân bón cho bà con hết, rồi thu mua sản phẩm của bà con. Như vậy bà con không có sợ mình làm ra sản phẩm bị hư, bị mốc hoặc bị lên mỏng gì hết. Đó, bây giờ bà con đây đồng ý không? Nếu đồng ý thì mình đưa tay lên biểu quyết. Đó. Vậy là bà con đã đồng ý rồi á. Thì mời bà con vô đây ký hợp đồng theo tôi ha. Khoan, hồi nãy tôi thấy bà con giơ tay nhiều quá, tôi không kiểm soát được, giơ lại đi. Cái gì vậy? Tôi phá hoài, ông tránh ra coi. Vậy mời bà con theo tôi. Mời bà con. Cái gì vậy? Ai làm gì vậy? Thẻ nhân viên đâu? Đi làm sao không đeo thẻ? Hả? Trời ơi. Nhà máy mình có bảo vệ mới hồi nào tôi không hay ta.
Bảo vệ cái gì mà bảo vệ? Tôi, trưởng ban giám sát của nhà máy. Chà, hoài quá ta. Tôi biết chú là trưởng ban kiểm sát, nhưng làm gì thổi còi in ỏi vậy? Kệ tôi, đây là dụng cụ hành nghề của tôi. Không có nó mấy người đâu có chịu tuân thủ theo nội quy. Đeo thẻ vô. Mệt quá đi, cho tôi vô đi. Đi về. Gì vậy? Ê, đi ra. Trời ơi, ông làm gì xe quăng vậy ông? Đeo thẻ vô. Mệt ghê, tôi là phó giám đốc mà, bắt đeo thẻ gì mà đeo. Tôi là trưởng ban giám sát, tôi có quyền. Hoài quá đi, mệt ghê là mệt. Nè. Gì nữa? Đeo thẻ vô. Trời ơi là trời, mệt ghê. Được chưa? Mời phó giám đốc vô. Vậy sao vô? Ý quên. Ờ, giỏi. Dạ. Cảm ơn. Dạ mời. Ai ai. Không có theo cô được vô. Dạ vô nhà máy. Thẻ đâu? Dạ thẻ lỡ để quên ở nhà rồi. Bỏ quên ở nhà đi vậy. Về lấy thẻ rồi vô. Đi về. Đâu đây? Thẻ đâu? Dạ đây. Về đây. Đeo vô mà được vô. Thì đeo có gì đâu. Đi đi. Về đây. Thẻ đâu? Đeo vô. Rồi vô đây. Anh là bảo vệ xứ nào mà thổi còi lung tung ở đây? À, chú ở đâu mà chú biết tôi ta? Tôi là trưởng ban giám sát có quyền hành cao nhất nhà máy này. Chú không biết tôi à? Tôi không biết chú là ai. Cô nhú tiễn tôi ra đây làm bảo vệ. Nhiệm vụ của tôi là không cho ai gây rối ở đây. Cái gì? Ai gây rối ở đây? Tôi mới là người bảo vệ trật tự ở đây. Đó là công việc của tôi. Công việc của tôi? Công việc của tôi, chú nghe rõ chưa? Ủa sao kỳ vậy ta? Tự nhiên mình nhào vô công việc này sao giống bảo vệ quá vậy? Ủa, anh Tư? Ủa, anh Chính? Đi làm anh Chính? Ờ, thôi, anh em mình vô văn phòng. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Dạ, dạ. Anh Khánh Long bữa nay trèo sườn giỏi dữ nha. Nhớ hồi đó xuống đây còn sợ té nữa mà. Yêu những cánh đồng lúa vàng, anh cũng qua sông bay thẳng cánh, với lại yêu anh người dân đây, tại quê mình, anh cũng đành cuộc sống giống như những người dân ở đây lương. Vậy về đây nhà máy tình đúng làng nghĩa xóm thiết tha cùng vui xây đắm xóm thông đẹp nhau, hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sóng gió từ ít ba đời xã tạm ơi được tập hát chung sức cùng nhau về đây. Tình làng nghĩa xóm thiết tha cùng chia gian khó với bà con quê mình. Sản xuất đi rai á, cây cầu ước mơ năm tháng. Lúa mà tôi nói những chưa chắc gì mới chưa dám làm đâu. Anh hai nói gì? Quyết chung sức bây giờ, cùng bà con. Công ty mình là công ty cổ phần. Những cây cầu mới nông dân rất mừng. Như vậy, nha. Mai này gió mưa nước nở, trẻ con nô nức đua nhau tới trường. Dân xây nhà máy khang trang nhất vùng, bà con làm lúa đời ở tiền mừng vui sướng, nhà máy mình ca dòng khổ xưa vui vẻ cuộc đời. Trời đất ơi, làm gì mà nhà máy sẽ nói sản xuất đỡ bận, hai lúa chỉ chung vốn với bà con nông dân. Cái vụ này là sao vậy chị Tư? Hồi đó đến giờ anh hai lúa anh đâu có như vậy.